Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên KBiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những tin tức hot nhất về các idol Hàn Quốc. Và ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi mà không thể bỏ qua, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé. Đằng sau vẻ ngoài đẹp trai, tỏa sáng lúc nào cũng xuất hiện chỉn chu, bóng bẩy trên màn ảnh, dàn diễn viên nam thần Hàn Quốc cũng có những câu chuyện bí mật không ngờ tới. Từ những sự thật hài hước đến những mẩu ký ức tuổi thơ đầy thú vị, chắc chắn có nhiều câu chuyện gây bất ngờ đến mức nhiều fan cứng cũng chưa chắc đã nắm rõ 100%. Dưới đây chính là 10 sự thật ngẫu nhiên thú vị về dàn tài tử đình đám của màn ảnh xứ Kim Chi. Chắc hẳn nhiều người sẽ có chung suy nghĩ, hóa ra các nam thần mà chị em theo đuổi cũng có những khoảnh khắc đời thường giản dị. Bí mật đầu tiên là về anh chàng Song Joong Ki. Thủ vai đại úy Yoo Si Jin trong siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki khiến cho các fan nữ ở khắp nơi phát cuồng. Nhìn anh chàng thủ vai quân nhân cực ngầu trong phim, chắc chắn nhiều người sẽ tự hỏi, ngoài đời khi còn là một chàng lính đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, trông Song Joong Ki sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ khiến cho khối fan phải bật cười thích thú. Cụ thể, một đồng đội giấu tên đã đăng tải một câu chuyện cực kỳ thú vị về Song Joong Ki trong quân ngũ. Ai mà ngờ được thời đang nhập ngũ thì anh chàng từng lén trộm một chiếc bánh sô-cô-la để ăn vụng, và sau đó đã vướng phải những rắc rối vì hành vi vừa táo bạo và vừa nghịch ngợm này của mình. Có vẻ như chàng lính Song Joong Ki của ngoài đời thực vô cùng tinh nghịch, đáng yêu và hài hước. Bí mật thứ hai là về anh chàng Kim Soo Hyun. Câu chuyện gây bất ngờ của tài tử vì sao đưa anh tới không hề vui vẻ và hài hước như câu chuyện của Song Joong Ki. Hóa ra thì Kim Soo Hyun từng mắc chứng bệnh về tim thời học cấp 2. Vào năm 2010, nam diễn viên nổi tiếng đã phải phẫu thuật để chữa bệnh rối loạn nhịp tim nhanh trên thất. Không lâu sau cuộc phẫu thuật thì Kim Soo Hyun đã tham gia một buổi chụp hình. Anh chàng thậm chí còn khẳng định vết thương sau phẫu thuật không ảnh hưởng đến mình và trấn an mọi người rằng anh hồi phục rất tốt. Thế mới thấy rằng Kim Soo Hyun có tinh thần làm việc vô cùng chuyên nghiệp, quyết không để người khác phải chịu ảnh hưởng vì vấn đề của cá nhân. Bí mật thứ ba là về Lee Min Ho. Giống như nhiều chàng trai khác, nam thần vạn người mê Lee Min Ho ngoài đời là một game chính hiệu. Tài tử của quân vương bất diệt, cực mê League of Legends và là một game thủ khá nổi tiếng của showbiz Hàn. Nhờ khả năng chơi game điêu luyện mà Lee Min Ho gây ấn tượng và thu hút được một lượng khá fan nam. Thứ tư là bí mật về Park Seo Joon. Ít ai biết được rằng phó chủ tịch Park Seo Joon từng ước mơ thành một vận động viên bóng chày. Khi em trai của Park Seo Joon lựa chọn đi theo con đường thể thao, bố của nam tài tử đã phản đối việc anh chàng cũng theo nghiệp cầu thủ. Cuối cùng, sau khi ra mắt với vai trò diễn viên, ông chủ của Đan Bam vẫn cố gắng theo đuổi bóng chày như một sở thích bằng cách chơi trong đội bóng chày ngôi sao Playboy. Đội bóng chày này có sự góp mặt của cả dàn tài tử hạng A như Jang Dong-gun, Jung Woo-sung, Hyun Bin, v.v. Tiếp theo là anh chàng Park Bo-gum. Mỹ nam rap Lee 1988 Park Bo-gum sở hữu ngoại hình thư sinh ấm áp, khí chất hiền lành dịu dàng khiến cả triệu fan girl thổn thức. Là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái, chuyện tình cảm của Park Bo-gum chắc chắn là điều mà ai cũng tò mò. Được biết, mối quan hệ cuối cùng của anh chàng đã kết thúc thời học trung học. Theo chính lời của nam diễn viên Mây Hoa Ánh Trăng bật mí, kể từ khi debut năm 2011, anh chàng vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Dù công ty quản lý Blossom Entertainment ủng hộ việc nam diễn viên hẹn hò để truyền cảm hứng cho diễn xuất, Park Bo-gum vẫn không muốn bắt đầu một mối quan hệ, anh không thể chăm lo được do quá thiếu thời gian. Cuối cùng là Kim Woo-bin. Kim Woo-bin từng tiết lộ một câu chuyện khá thú vị khi anh chàng được giúp đỡ em gái mình theo cách vô cùng đặc biệt. Trong ngày em gái tốt nghiệp trung học, Kim Woo-bin đã rủ theo một hội bạn người mẫu đến tham dự và chung vui. Cả dàn nam thần đều ăn mặc chỉnh chu, trải chuốt cẩn thận và đương nhiên màn catwalk tại trường học của tài tử Jo-hye và nhóm bạn khiến các nữ sinh phát cuồng. Vậy là em gái của Kim Woo-bin cuối cùng cũng có một ngày tốt nghiệp thật đáng nhớ, đúng như mong muốn của anh trai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức idol KBiz mới nhất nào đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.